Học tiếng Việt khi lâu rồi gặp lại. 2. Học tiếng Việt khi lâu rồi gặp lại. 2. 4. Heo. 4. Heo. Khoảng thời gian không gặp nhau, bạn đã béo ra khá nhiều. Khoảng thời gian không gặp nhau, bạn đã béo ra khá nhiều. Thật á, nhìn giống heo à. Thật á, nhìn giống heo à. Ha ha ha, không, không đến mức đó đâu. Ha ha ha, không, không đến mức đó đâu. Thử nói thật lòng đi, béo lắm hả? Thử nói thật lòng đi, béo lắm hả? 5. Thất vọng. 5. Thất vọng. Khoảng thời gian không gặp nhau, bạn đã đẹp trai hơn nhiều. Khoảng thời gian không gặp nhau, bạn đã đẹp trai hơn nhiều. Mình không có tiền. Mình không có tiền. Vậy à, chết tiệt. Vậy à, chết tiệt. Khà khà, đừng nịnh bợ. Khà khà, đừng nịnh bợ. 6. Baby. 6. Baby. Lâu rồi mới gặp anh thế nào? Lâu rồi mới gặp anh thế nào? Kết hôn và có 2 baby rồi. Kết hôn và có 2 baby rồi. Em vẫn đang chờ anh. Em vẫn đang chờ anh. Ha ha ha, đừng đùa. Ha ha ha, đừng đùa.